em là người ấn tượng trước. Có nghĩa là em là người bị say nắng trước. Lúc đó ảnh là ảnh tẩu lắm, gọi như là gì, sói ca lạnh lùng. Sói ca lạnh lùng. Dạ, hát hay nữa. Hát hay. Nhưng mà chớ chưa là lúc đó em có bạn trai rồi. Cái xong rồi cái nói em ơi em chụp những cái tấm hình. Kêu bằng em hả? Tại lúc em nhìn nó trẻ lắm. Cả một đêm ở công viên tới sáng xong rồi chạy về. Không biết sao về cái ổng đổi tánh để ý, cái ổng nói là sẽ cạnh tranh công bằng với bạn kia. Anh này nói là trước giờ anh quen nhà anh không có công khai hay là cho mọi người biết này kia. Cái xong rồi mới nói là thà một lời công khai còn hơn là ngàn lời yêu khi mà chỉ có hai người biết. Xong rồi ổng vượt qua được những thử thách, ảnh biến thái lắm. Trời ơi. Hồi trước là ảnh rất là nghiêm túc, rất là chín chắn luôn. Tới khi mà về thì ảnh lại rất là trẻ con. Em còn thấy cảm thấy là ảnh trẻ con. Đồ của ảnh em ngửi riết mà nhiều khi muốn viêm mũi. Kiểu như là biết cái nào là dơ cái nào là sạch, đúng không? Chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em là Trần Thanh Sang, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Hậu Giang ạ. Hiện nay em đang làm cho phòng trung tâm an ninh của một nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời. Nhưng mà là ở đây hay là ở Hậu Giang nè? Em đang hiện tại là đang làm việc ở Củ Chi ạ. Rồi còn em giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Hồng Vân. Chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Kim Hên. Năm nay em 27 tuổi, em đến từ Cà Mau. Hiện tại thì em đang làm tư vấn tài chính cho công ty Manulife Việt Nam. Nghe cái tên thôi là thấy này may mắn rồi đó. Kim Hên. Kim Hên đó. Là lắm rồi. Dạ. Hai em kể cho anh nghe đi, lần đầu tiên hai em gặp nhau là ở đâu? Gặp nhau ở chỗ nào mới là quan trọng nè. Dạ tụi em gặp nhau lần đầu tiên là đi chung một cái chuyến thiện nguyện ở Vĩnh Hy. Em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ em là người ấn tượng trước. Có nghĩa là em là người bị say nắng trước. Lúc đó ảnh lãng tử lắm, gọi như là gì, sói ca lạnh lùng. Sói ca lạnh lùng. Dạ hát hay nữa. Hát hay. Nhưng mà chớ chiêu là lúc đó em có bạn trai rồi. Bạn trai rồi. Còn người đàn ông em thì sao? Em thì lúc mà gặp vợ em lần đầu tiên thì em chả có ấn tượng gì cả. Nói chung là đây không phải là gu của em. Tại sao? Một phần là kiểu như là nhí nhố. Con người gì mà giọng quạt quả quá vậy, nghe khó chịu. Nó với léo, lại giọng léo nhéo mà dạ, lại là loi nhoi. Dạ đúng không? Loi nhoi. Nhìn y như là một em bé hoạt hình trong một cái phim nào đó mà mình chưa nghĩ ra. Dạ dạ. Trong chuyến đi đó là em với ảnh có nói chuyện với nhau không? Hay là có nhờ vả với nhau, dạ, nhau? Kiểu như buổi sáng thì ra ngoài bãi biển thì em là một người rất là thích chụp hình. Cái xong rồi ông này cũng đi ra. Mà lúc đó ổng cái mặt rất là baby. Nhìn trẻ hơn bây giờ rất là nhiều. Cái xong rồi cái nói em ơi em chụp dùm chị tấm hình. Kêu bằng em hả? Tại lúc đó em nhìn ổng trẻ lắm. Ông này có cảm giác giống như là ổng không thích ai kêu ổng bằng em á. Cái xong ổng mới qua ổng hỏi là chị ơi chị sinh năm bao nhiêu vậy chị? Cái xong kêu chị sinh năm 93 em. Vậy em bằng tuổi chị á. Kiểu như là ổng phục thù cho bằng được. Rồi sau đó là hai đứa có xin số điện thoại với nhau không? Có xin Zalo, có xin Facebook nhau không? Trước khi kết thúc cái chuyến đi á, em có nhờ ổng chụp một tấm hình nữa. Cái đó đi về thì em có add Facebook. Em là người chủ động add. Thật ra đó là cả một sự tính toán thôi. Tính toán nào không? Tính toán sao đâu, theo tính em. Toán là nhờ em chụp để bắt đầu một câu chuyện để đưa cho chị tấm hình đó đi. Phải có cái để mà liên lạc chứ không thì làm sao. Mà lúc đó ông nói chuyện ông thấy ghét lắm. Kiểu như nói chuyện được mấy câu là ông kêu lươi cung nói chuyện cảnh chẹn lắm. Bao nhiêu lâu thì cảm xúc của em thay đổi với bạn này? Sau hai lần gặp mặt lần đầu tiên thì gặp ở Hồ Con Rùa nha. Bạn này ra với tư cách là một người đến nghe đàn và nghe hát thôi. Phản ứng của vợ em rất là lạ, là không dám nhìn mặt em, cứ quay vô nhìn mắt em thì hát đàn gì làm gì kệ em, nhưng mà thật ra đó không muốn dám nhìn em. Đúng rồi, mắc cỡ. Phải nhìn em mà mất công lại không kìm lòng được. Rồi lần thứ hai. Dạ lần thứ hai thì em bỗng nhiên là bắt đầu có tình cảm với bạn này, bởi vì là một ngày đẹp trời thì bạn đó nói là đang buồn quá và đang khóc, hên có thể gọi cho Sang được không? Em bắt máy nghe kể lể cả chắc cũng hơn nửa tiếng đồng hồ. Em thấy bắt đầu để ý tới bạn này. Sự thì em tâm, vào em vào Facebook thì biết là bạn này đang là giáo viên mầm non. Những cái hoạt động của bạn ấy thì nó về từ thiện nhiều. Em thì em rất là thích những cái kiểu người như vậy, nên thay đổi cách nhìn về của mình về bạn ấy. Lúc đó là em hỏi vợ là muốn đi đâu, thì vợ em nói là thành phố chán lắm muốn đi xa. Thì ok, vậy em nói đùa, vậy đi Vũng Tàu nha.
cái đó là lần đầu tiên là hai người gặp nhau là đi, đi có một cuộc hẹn á, cả một đêm ở công viên tới sáng xong rồi chạy về. Không biết sao về cái ông đổi tánh đổi ý, cái ông nói là sẽ cạnh tranh công bằng với bạn kia. Có nghĩa là sau cái đêm Vũng Tàu đó thì em ấn tượng rất là sâu sắc với lại bạn này. Cái xong rồi em cũng tâm sự với đồng nghiệp hoặc là với bạn thân em là không biết bây giờ phải tính như thế nào, phải làm sao. Tại vì thương bạn kia thì có thương thiệt, nhưng mà cái cảm xúc thì lại dành cho anh này nhiều hơn. Với lại thấy anh này kiểu giống như là lãng tử đào hoa á, em sợ sau này em khổ. Rồi nhiều người nói là thôi đi, nên trân trọng hiện tại. Thì mới đưa ra những thử thách cho anh này. Anh này nói là trước giờ anh quen ai, anh không có công khai hay là cho mọi người biết này kia. Cái xong em mới nói là thà một lời công khai còn hơn là ngàn lời yêu khi mà chỉ có hai người biết. Xong rồi ổng vượt qua được những thử thách. Nhưng mà em có giáp mặt với người yêu cũ dạ, của bạn này không? Có. Tại nói chung là cái cách giải quyết của em sao? Từ khi mà Hên đưa ra cái quyết định mà chia tay với lại cái bạn này thì bạn này rất là quá khích. Khoảng 12 giờ đêm 12 giờ em chở Hên về tới phòng trọ. Bạn ở đâu đang sọc ra. Rồi em nói xong chuyến này chỉ có hai đứa chỉ có hút nhau rồi. Nói chung là Huy gặp em thì cũng đứng hình, nhưng mà không có phản ứng gì đâu. Sau đó thì kêu Hên vào nói chuyện. Nói chuyện xong thì Huy ra nói anh là Sang phải không? Ok, chúc anh hạnh phúc. Đưa tay bắt tay cái xong đi. Rõ ràng ở đây là cái vấn đề cảm xúc trong tình yêu nó vô cùng quan trọng luôn. Bởi cho nên là mình hãy chọn một cái điều gì tốt nhất cho bản thân, cũng giống như là cái người mà mình yêu. Và nhân đây thì anh cũng chia sẻ luôn nghe là cái cách giải quyết và cách hành xử của Huy cũng rất là văn minh. Đúng. Đó là một cái cách mà gọi là chúc anh Sang hạnh phúc. Đó là một cái điều mà quá hay. Anh thấy rằng là chỉ Huy có rất là hay. Đó, người đàn và ông anh thực cũng nghĩ rằng là em cũng sẽ tìm được một cô gái thật tuyệt vời đến với em. Sau cái bữa đó thì bao lâu thì hai đứa mới đám cưới? Dạ chắc khoảng 3 tháng gì đó là gia đình em đã qua hỏi chuyện. Tới luôn đó. Nghĩa là tới luôn, tới dạ, luôn đó, đi. Tới luôn liền. Tại vì nó hơn. Vậy là nay là được mấy năm rồi hai đứa? Dạ 2 ngày nữa là tròn 1 năm ngày cưới. Cưới vậy là mới đây thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Chưa rồi. Có tin vui gì hết đúng không? Dạ có em bé được 2 tháng rưỡi ạ, 11 tuần. Wow, thế là lấy xong. Lấy xong cái là có luôn đúng không? Dạ. Đúng là hên ghê. Bây giờ nè, ở với nhau gần 1 năm. Vậy thì có phát hiện những cái tật xấu gì của nhau không nè? Dạ, không có giống như hồi đó. Kiểu như là ảnh biến thái lắm. Trời ơi. Hồi trước là ảnh rất là nghiêm túc, rất là chín chắn luôn. Tới khi mà về thì ảnh lại rất là trẻ con. Em còn cảm thấy là ảnh trẻ con hơn em. Ở nhà thì đàn ông thì hay bận quần tà lõn, với lại cởi trần thì ảnh hay cầm cái quần ảnh giật ra như nè, kêu một cái bạc. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Bị cái gì bắn quần, lưng quần đúng không? Dạ, everywhere luôn, coi như là làm mọi lúc mọi nơi. Dạ. Em thì đặc biệt là trước mặt người yêu là em thoải mái hết mức, là kiểu như đàn ông trước người phụ nữ mình là như một người trẻ con vậy. Càng làm cô ấy tức ghét càng em hoáng thích. Đúng rồi. Rồi còn sao nữa nè? Hồi trước thì rất là tươm tất, rồi thơm tho, rồi gọn gàng. Tại vì cái tính của em rất là kỹ, cực kỳ kỹ luôn á. Ở nhà gọi là bà cụ non không á. Nhưng mà đúng kiểu đúng như người ta nói là ghét của nào trời cho của đó. Ông đi làm về, ông đi đâu về, ông cởi áo khoác ra là ông giục áo khoác đây. Cởi đôi giày là ông giật đôi giày đây. Giỡn là ông giục tùm lum hết mỗi nơi là mỗi cái. Đồ của anh em ngửi ghét mà nhiều khi muốn viêm mũi. Kiểu như là coi, biết cái nào là dơ, cái nào là sạch đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Có mê cái gì hơn mê vợ không? Mê game. Mê game hơn mê vợ. Game đánh trận rồi. Có hơn mê vợ không? Cái này xác định cho rõ ràng á. Lúc theo đuổi mình á thì không bao giờ thấy ông chơi game. Mà tới sau này á là hả, gần cưới về thì bắt đầu thấy chơi chơi, xong cưới về là chơi quá trời. Ông kiểu như là không có dành nhiều thời gian cho gia đình, cho mẹ, cho vợ này kia. Cái đó là tật xấu rồi đó. Cái đó là ném về tật xấu đó nha. Thôi nhân đây là muốn ông thay đổi điều gì? Đúng rồi đó. Muốn chồng là gọn gàng hơn, chứ đừng để em nhắc nữa. Tại vì giờ có con nhỏ rồi mà bây giờ vừa lo cho con rồi vừa nhắc ổng nữa, kiểu như mình bảo mẫu cho cả hai người á. Mệt mỏi đúng không? Tắm cũng phải nhắc nữa. Vậy muốn chồng là quan tâm gia đình nhiều hơn. Thấy điều mong muốn của vợ thấy chưa? Thấy chưa? Đó, và bây giờ tới em đó Sang. Trước hết thì những cái tật xấu mà Hên kể thì hiện tại thì em cũng không có, em cũng cải thiện khá nhiều rồi. Ví dụ như là
về cái gọn gàng thì thay vì dục một chỗ, giờ em gom vợ lại một chỗ rồi. Gom một gom lại một chỗ, nhiều em chỗ lấy đi giờ cho em nè. Gom lại một chỗ rồi, để cho, đỡ, cho vợ đỡ vất vả. Cũng có tiến bộ chút đỉnh. Nhưng mà vẫn dơ. Nhưng mà nó vẫn dơ, vẫn chưa có được. Rồi bây giờ tới phiên em, khui thật xấu của vợ. Hên thì em nghĩ chắc là không có tật xấu gì ngoài là nóng tính. Nói chung là hơi cọc tính. Đụng chuyện thì hay cảm xúc quá, là hay nổi giận. Em thì em muốn vợ em đặt lý trí nhiều hơn vào những cái xử lý những cái hoàn cảnh như vậy. Đặc biệt em không hiểu tại sao mà vợ em rất là sợ dây thun. Đặc biệt là cọng màu vàng thôi nha, là những cọng dây thun kiểu như vậy. Chứ mà dây thun buộc tóc là không sợ. Bây giờ nè, một là nhảy dây hồi xưa bị té. Hai là giống như con gà vậy đó, bị nuốt lộn dây thun. Dạ đúng rồi, hồi hồi nhỏ là thấy con gà nó nuốt dây thun xong rồi nó ói ra. Xong rồi cái sợ, sợ bị ám ảnh tới giờ. Kiểu như là bây giờ con ăn đang ăn mà con thấy đang ăn bất cứ cái gì mà thấy cọng dây thun xung quanh là con không ăn được, không ăn nữa. Không ăn được. Mua đồ mà có cột cọng dây thun là thấy là cũng không ăn. Cho nên là cũng khổ cho chồng ở vấn đề đó. Nhưng mà không, nhưng có sợ dây thun quần của chồng không? Cái dây thun đó thì không có sợ. Có sợ đúng không? Đó là khoái. Dạ. Bây giờ Sam muốn vợ thay đổi gì nè? Về cái thói mà sợ dây thun á thì bớt lại, kiểu như mà nghĩ tới dây thun thôi là không dám đụng. À, em muốn hơn đặt nhiều cái lý trí hơn vào những cái xử lý những cái chuyện trong lại cuộc sống. Con bé năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 2 tháng rưỡi. Mới có 2 tháng rưỡi. Chị nói em nghe, thời điểm này là cái thời điểm mà cọc em bé mới sanh á, là những lúc này là cái hóc môn của người phụ nữ thay đổi bất thường lắm. Thành ra là nó sẽ có những cái tính tình mà nó đột biến mà em cũng không lường trước được. Thực sự là như vậy, có ra nhiều khi là không muốn nha. Nhưng mà cái nội tiết tố nó bị rối loạn á. Cho nên em cho hơn thời gian là 1 năm. Có nghĩa là em bé tròn 5 á. Thay đổi. Thì lúc đó hơn sẽ thuần lại. Khi mà mọi thứ nó ổn định trong cái cơ chế của người phụ nữ rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái việc mà em phải quan tâm đến bạn ấy nhiều hơn một chút. Cho nên rằng bây giờ trong 1 năm này là 1 năm em phải ở kèo dưới. Em không đòi hỏi gì cả, không sống lý trí. Bây giờ mà suy nghĩ thêm cái đó là chết. Một năm nha cưng, kèo dưới. Đó, chị nhắc nhở em như vậy đó. Thì tự động sau 1 năm đó mọi thứ hóa giải hết. Rồi, nghe. Rồi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn em. Em có cảm thấy hồi hộp run sợ gì không? Dạ, cũng hơi run anh. Gung luôn. Dạ. Gung luôn. Cho chào bắt tay tôi chưa? Gung. Bớt gung chưa? Dạ. Rồi, cho anh biết em tên gì? Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Tiến Vũ, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng. Nguyễn Tiến Vũ? Dạ. À, trời ơi, trẻ quá à. Kìa, Tiến Vũ. Nhìn Tiến Vũ tưởng là cỡ 22 tuổi ha. À, em có biết hát một ca khúc nào của Tiến Vũ không? Dạ không anh. Không à. Em hát dở. Vậy hả? Dạ. Còn em? Chào anh chị, chào anh khán giả. Em tên là Thái Thị Mỹ Tiền, 25 tuổi. Hết hồn, hết hồn. Đâu có làm gì đâu mà 25 tuổi. Dạ 25 tuổi là nhân viên văn phòng. Nhân viên văn phòng. Còn em là nhân viên văn phòng luôn. Hai đứa. Hai đứa nhân viên văn phòng. Gặp nhau văn phòng. Chắc có lẽ là gặp nhau văn phòng chứ không lẽ. Dạ không anh. Gặp nhau ở địa điểm khác. Ở đâu? Ở đâu? Dạ. Bữa đó chủ nhật sáng em đi gửi xe rồi vô tình gặp vợ em cũng gửi xe ở đó rồi gặp nhau tiệm gửi xe. Dạ. khoan đã, giờ hỏi quê hai đứa đâu nè? Dạ quê em ở Hậu Giang. Dạ em ở Vĩnh Long. Hậu Giang, Vĩnh Long. Vĩnh Long, Hậu Giang nó sát mình. Ừ, mà gặp nhau ở tiệm rửa xe ở đâu? Dạ, tại vì vợ chồng em là làm ở Bình Dương á. Tức là gặp ở tiệm rửa xe. Dạ, ở Bình Dương. Dạ, đúng không? Bình Dương. Dạ. Ủa trời ơi, hai đứa miền Tây sẽ gặp nhau miền Đông ta. Đó chắc là cái cơ duyên anh ơi. Nhưng mà lúc đó tụi em đang đi học. Dạ không, em ra trường rồi lên em làm được 1 năm. Rồi lên Bình Dương làm đó rồi gặp chồng em. Rồi chồng em cũng mới lên làm à. Cái hai chồng đi tiệm cái tiệm rửa xe gặp. Và lúc đó chồng em nhìn thư sinh đứng kìa, em không có chịu đâu. Ôi da, thư sinh không có chịu hả? Dạ, cái, vợ em nói em mọt sách thư sinh rồi không có chịu. Thích mấy anh cao gáo đẹp trai rồi. Vậy hả? Dạ. Rồi còn em sao? Em gặp vợ em dạ sao? Lúc đó vợ em thấy mộc mạc giản dị lắm. Tại vì cái gu chọn bạn gái của em là em thích đơn giản. Đơn giản? Dạ. Vậy là đúng gu luôn đúng dạ, không? Dạ, đúng gu. Nhưng rồi. Mà ở đây là không đúng gu với bên này. Dạ. Vậy thì sao? Rồi em mới lên mạng á. Rồi mấy rồi sao vô tình thấy nick của vợ em. Rồi em mới vô em kết bạn. Lúc đầu kết bạn vợ em đâu có chấp nhận đâu.
Rồi cái em mới nhắn tin là em nói là nhớ anh cái hôm mà bữa gửi xe hai đứa mình gặp không? Đó. Dạ. Vợ em mới ấn tượng. Dạ. Nhưng mà gửi xe có bao cô ấy không? Dạ, lúc đó lạ mà đâu có biết đâu mà bao anh. À. Chưa mà. Dạ. Rồi rồi sao? Rồi hai vợ chồng mới nói chuyện qua lại gì đó. Lúc đầu là chỉ cũng chỉ là bạn thôi. Bây giờ làm bạn trong bao lâu nè? Được khoảng 3 tháng. 3 tháng? 3 tháng đó. Rồi em cũng thấy thích vợ em vậy đó. Rồi em cũng có ý định tỏ tình. Nhưng mà biết vợ em có bồ rồi. Thì cho nên em cũng chỉ làm bạn thôi, không có nói ra. Chỉ biết đứng nhìn xa thôi đúng không? Đâu có nghĩa là bây giờ làm bạn trong 3 tháng đúng không? Dạ. Rồi sau 3 tháng là tỏ sau tình cái gì? Dạ, em có ý định là tỏ tình. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em phải chia tay với bà bồ cũ đúng dạ, không? Dạ, lúc đó em chia tay với bạn trai có em. Có buồn không? Cũng hơi buồn buồn. Cái anh nhắn tin với em á, rủ đi uống cà phê, rồi đi ăn. Cái em rồi chịu, cái nói chuyện qua lại. Trời, có cảm tình biết là có cảm tình luôn. Nhưng rồi. Mà trong lúc đi uống cà phê, đi ăn rồi anh ấy có làm gì không? Dạ không. Làm đi là tao hỏi là có trả tiền không á trời. Anh tao em làm gì vậy? Dạ. Cái đó tất nhiên anh, là con trai phải ga lăng chứ anh. Rồi yêu nhau bao lâu thì cưới? Yêu nhau thì được 6 tháng. Rồi em mới phát hiện ra là vợ em cũng có anh đeo anh này anh nọ đeo gì đó. Bộ. Rồi hai đứa mới cãi nhau. Dẫn đến chia tay. Chia tay bao lâu? 3 tháng gì đó. Trời ơi, dài dạ. Cái rồi, miệng này gãy lộn chắc nghi cái bên này cái cãi không lại đâu đúng không? Dạ rồi. Đâu có đâu, anh dữ lắm á. Anh cũng nói nhiều lắm á. Thì bởi vì em mới nói cái miệng này nè chứ bên này cãi lộn không lại đâu. Đúng không? Anh nói nó hoài cái thôi mệt quá, chia tay đi, nó hoài. Rồi xong rồi bực mình cái chia tay luôn. Chia tay 3 tháng. Trời, cho này gian đó hả? Ảnh có tìm hiểu con khác nữa đó. Trời ơi. Nhỏ mà có vợ đi ớn thôi à. Vậy hả? Tới cưới về rồi mới biết. Tới cưới về cái có em, bà con của người bạn gái cũ nhắn tin, nói chuyện qua lại. Rồi cuối cùng đã biết ra sự việc cái vậy đó. Trời ơi, hầm lắm. Nó ghen nó nổi tới rồi đó. Tới đầu, tới đầu. Không ghen nổi lên. Lên thế điều tới đầu. Xì ra luôn đó nha. Rồi em làm gì? Em bực mình quá, im lặng luôn, không biết nói gì luôn. Trời ơi, bực quá im lặng luôn. Lúc mà quen nhau á, sao không thấy gì hết trơn. Tự nhiên tới cưới về rồi bắt đầu lòi tùm lum hết trơn. Lòi chành hết ha. Dạ. Tức là chia tay nhau 3 tháng nè, đúng không? Rồi dạ. Gặp lại là cưới luôn ha. Hay là còn tiếp tục tìm hiểu nữa? Dạ không, gặp lại rồi quen gần cả năm nữa mới cưới. Dạ. Lúc đó vợ em mới dẫn em về bên cha mẹ vợ em á. Cũng qua chơi cho biết. Thì qua rồi cái cha mẹ vợ em thấy em khoái hiền ấy rồi đó. Hiền nào ông tự ông nói hiền không? Rồi cha với mẹ cũng thương, nói với vợ gì đó thấy em được vậy đó. Rồi đốc vô rồi kêu tiến tới. Qua ở đây là quý vị nhìn thấy ông chú rể này ông hiền hết sức. Là hiền nè, hiền. Ủa hai đứa đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Vui không? Dạ, cũng vui. Nữa tò mò nữa đó, kể cho ông nghe đi. Em có bỡ ngỡ không? Dạ, cũng bỡ ngỡ anh. Tại vì trước tới giờ từ quen biết đến yêu là cũng là tình yêu trong sáng không anh? Trong sáng cho tới lúc cưới luôn. Dạ. Bởi vậy bởi trong đêm hôn nó mới nhiều cái hỏi. Là lùng sụng thôi, hỏi vợ đi. Anh hỏi vợ đi. Cái đêm tân hôn đó, em có tưởng tượng là nó lãng mạn nè. Nó có những cái lời ngọt ngào, nó có những cái... Nói chung là giống như trong phim không? Trong phim không? Dạ không. Cưới về xong rồi tắm rửa hai đứa ngủ không gì chứ. Ủa là sao? Lúc đó đụng vô cái, đi ra đi, ra đi. Em đòi anh đụng vô em á, nói thôi ra đi, đừng. Đừng có đụng đêm nào em có sát vô. Phim mới còn lạ lắm anh ơi, từ từ quen rồi. Vậy là tới 2-3 đêm sau mới có đi tân hôn. Dạ. Rồi giờ tới cái phần gọi là vạch mặt nhau đi. Giờ dạ. Ở với nhau là mấy năm rồi? Dạ, mới cưới nhau được 7 dạ, tháng. 7 tháng. Trong 7 tháng đó, em có phát hiện được cái tính xấu của anh này nhiều không? Dạ có, nói nhiều. Nói lèm bèm hoài em vậy đó. Em khỏi nói, nói chung nãy giờ là biết rồi. À, còn gì nữa? Mê bấm thoại, rồi xem phim vậy đó. Tới chừng em kêu mà cũng không ngóng đầu luôn. Ham chơi hả hay sao? Dạ không, mê xem phim, lướt web rồi vậy thôi à. Vậy thôi đó. Dạ. Vậy đâu có xấu đâu ta, nó cũng hơi khó chịu xíu thôi chứ đâu có mà xấu. Mà có làm tròn nghĩa vụ là ví dụ cuối tuần là chở vợ đi chơi, đi xem phim, đi hưởng không khí lãng mạn của hai vợ chồng không? Dạ, cái đó thì có, cuối tuần là chồng chở đi hoài à. Vậy quá được, phải không nào? Rồi, còn cái tật xấu gì nữa không?
Dạ hết rồi. Còn nhiêu là giỏi lắm. Giỏi lắm không? Dạ. Làm chuyện nhà tất cả mọi thứ luôn. Dạ. Dạ, mọi chuyện nhà. Rồi bây giờ tới ông đó. Bà xã có tật xấu gì không? Vợ em thì tật xấu thì cũng nhiều. Tật xấu nhất đó là ngủ nướng với lười biếng lắm. Làm đâu là để đó à, em dọn không à. Thì bởi vì em ấy đâu có nói em có tật xấu và lười biếng dạ. đâu. Còn gì nữa? Một cái nữa là hay giận vô cớ với nóng tính. Chuyện ở đâu không biết, giận về cũng chút lên đầu em á. Mà có một cái sức chịu đựng của em nó ghét là làm như nó dai anh ơi. À. Dạ. Thấy thương không? Thấy thương quá chứ luôn vậy à. Vợ em nói gì nói à, em cũng nín thinh vậy đó. Tụi em là đang ở riêng là ở chung với gia đình? Dạ, ở riêng với ba mẹ. Ở riêng với ba mẹ là sao không hiểu? Ở riêng với ba dạ. Ở riêng mà mẹ ở cạnh. À dạ. Có nghĩa là gần mà xa đó phải dạ. không? Ở dạ. riêng với cha mẹ. Cha mẹ ai? Dạ, cha mẹ chồng. À với cha mẹ dạ. chồng. Bây giờ anh hỏi thiệt nè, hai đứa là đang chưa muốn có con hay là? Dạ cũng đang mong con. Vậy hả? Mẹ có mong con không? Dạ có dạ. Ông bà ngoại, ông bà nội ai cũng mong hết. Trời ơi. Vậy đó hả? Dạ. Chắc cũng coi như cha mẹ chồng là ở cái bên sẵn đặng có con đó là bưng đi đó hả? Phụ nuôi giùm luôn đó đúng không? Dạ. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Mong muốn vợ em á là bớt nóng tính và giận hờn vô cớ lại. Đó giờ dạ. nóng tính có bao giờ bụp em chưa? Dạ cũng có anh. Dạ cũng có anh. Ngắt nhéo em là có khi cũng bầm mình. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Mong muốn vợ em cái nữa là siêng năng hơn một chút để có thể phụ giúp em công việc trong gia đình thôi. Không cần ấy. Dạ. Siêng năng, nhà mấy giặt hết rồi, giặt đồ hết rồi, lau nhà vậy em về sớm em cũng lau có gì đâu. À. Mặt gian dễ sợ. Bây giờ tới em đó, em mong muốn người chồng ấy thay đổi điều gì nào? Bớt bấm điện thoại lại với bớt nói nhiều lại. Chỉ có hai cái đó thôi. Bớt bấm điện thoại. Bớt nói nhiều. Chắc tại vì vợ còn làm biếng cho nên là cứ nói lèm bèm nói hoài dạ, đúng dạ. không? Dạ dạ. Thôi đổi qua đổi lợi đi. Làm xiên chút xíu đi ngưng nói. Nhưng mà dạ. công dụng điều là ông xã em vui tính không? Dạ vui. Mà mốt ông không nói nữa là hết vui á. Mà bé này cũng vui vậy. Vui tính mà. Anh có cảm giác là gia đình của em rất là vui nhộn. Dạ. Anh mong rằng là cái sự vui nhộn này nó sẽ đi theo suốt cái cuộc sống của hai vợ chồng em hoài ha. Và sắp tới nếu dù có một đứa bé nữa thì sẽ càng vui hơn nữa nghe. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị. Rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Vui nha, hai chồng vui nha. Điềm đạm luôn. Mà hiền lắm nha, mặt hiền của hai chồng này có chắc phải có cái gì đặc biệt nè. Có một cái gì đặc biệt mà sợi dây liên đới nào đó từ kiếp trước tới kiếp này. Mới vô cái cụm đầu. Cụm đầu. Hay quá chị ơi. Mình phải khám phá rồi chị ạ. Thôi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Bá Thành, đến từ Tây Ninh. Năm nay 27 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên kiểm soát chất lượng cho một công ty thực phẩm. À, có nghĩa là ở chỗ nào mà bán thực phẩm, bán đồ ăn rồi là KCS, em đến kiểm tra. KCS chất lượng về thực phẩm. Dạ. Ê, đó giờ có gặp những cái tiệm nào mà bán đồ ăn mà kém chất lượng không em? Lúc đó mình sao xử phạt hay không? Dạ không, cái này làm trong công ty chứ công không ty có làm trong công ty. Rồi. Kiểm hàng cho công ty. À, rồi, ok. Rồi mời dạ. em Thành. Dạ em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân và quý khán giả. Em tên là Cẩm Tiên. Em hiện đang làm thủ kho cho một công ty tư nhân. Em có thấy sự liên đới chưa? Sao chị? Thành. Tiên. Tiên. Thành Tiên. Đó, hai chồng này là hai chồng này chắc ở đâu tới nè, đúng không ạ? Đó kiếp trước là cũng có dướng díu gì ở đâu trên trần gian, ở trên trển á. Đúng không? Dạ. Kiếp này á là xuống dưới trần gian gặp nhau. Dạ. Rồi á là có kiếp nữa là trở ngược lên á, thành đó. Tiên mà. Tại vì bây giờ là thành nhân rồi nè. Ở nhưng mà tên là Thành Tiên. Tên là Thành Tiên cho nên là cái kiếp thứ ba là lên trển nữa. Hay quá đó, chị bạn, hay quá chị Một ơi. Bạn hay không? Chị bạn giống như là chị biết trước hay sao á. Giống như chị biết trước. Để coi hai người này phải gặp nhau trong rừng không nha. Rồi, ủa nhưng mà hai em nói là hai em ở đâu? Dạ. Hiện tại đang sống ở Tây Ninh. Tây Ninh mà. Nhiều khi gặp nhau trên núi Tây Ninh. Trên núi. Rừng núi. Cũng có thể là rừng núi. Không, này cái này mình nói mình đoán, em đoán ra mà, đúng không? Nó có một cái gì đó tâm linh chút xíu. Có thể là hai bạn này hồi đó là đi chùa. Đi chùa Bà Tây Ninh để xin một cái điều gì đó. Và hai bạn vô tình gặp nhau ở tại chùa Bà Tây Ninh và phải lòng nhau và quen nhau từ lúc đó. Quen trên núi. Đúng không? Dạ không. Không. Rồi thôi em bỏ nghề đi. Mệt quá. Làm ông mụ thôi. Đâu hai đứa quen nhau sao đâu, kể mọi người nghe đi cưng.
Dạ, lần đầu tiên thì tụi con gặp nhau là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại hai vợ chồng cùng là sinh viên được nhận học bổng của quỹ, một quỹ học bổng. Thì gặp nhau ở đồng bằng, không phải là trên núi. Gặp nhau ở Sài Gòn. Hồ Chí Minh là đồng bằng. Đúng rồi. À, nhưng mà hai người này có cái khác người là hai đứa đều được học bổng ở một trường đại học. Phải sao mới được học bổng? Đó, phải giỏi, đúng không? Rồi gặp nhau ở trong trường là hai đứa cùng học ở trong trường mà gặp nhau đúng không? Dạ, học khác trường. Khác trường? Thế thì của một quỹ học bổng ở ngoài chứ không phải của trường. Ừ, tức là nhưng mà là Tiên cũng được học bổng đúng không? Dạ. Dạ. Tức là cái quỹ học bổng đó cấp cho hai đứa nhưng mà hai đứa lại học hai trường khác nhau. Dạ. Cùng ở thành phố Hồ Chí Minh và gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cơ hội nào mà gặp nhau? Gặp dạ, nhau đâu? Tại vì tổ chức họ tổ chức họp mặt cho các sinh viên cùng được nhận tài trợ cùng được học bổng đúng không? Cái cơ duyên nó kỳ lắm. Dạ. Phải rồi lúc đó là bắt đầu chạm mặt nhau. Dạ. Đúng không? Rồi cái ấn tượng đầu tiên mà Tiên nhìn thấy Thành, Tiên ấn tượng gì không? Dạ hồi đó tại trong cái đó cũng đông lắm anh, cho nên là em cũng không biết chồng ai, em là ai trong đó hết. Dạ, tại hồi đó em làm ban đại diện á, cho nên là em chỉ lên chương trình, em thuyết trình rồi thôi. Còn chồng em ngồi ở dưới là chồng em biết em thôi, em không có biết chồng em. Dạ. Rồi giờ hỏi Thành nè. Đúng rồi, giờ Thành, là có bạn Tiên lên thuyết trình thì Thành thấy bạn Tiên. Dạ. Thấy bạn sao? Có ấn tượng gì bạn không? Dạ, lúc đó thì thấy vợ nó cũng thấy tròn dễ thương, đúng cái mẫu người mà em thích. Dạ. Ít người đàn ông nào thích vợ tròn lắm. Ông này thích vợ tròn, gặp đúng bà Tiên tròn là ưng luôn. Bà Tiên tròn do. Em thích luôn, em thích luôn đúng không? Mà bạn Tiên đâu có biết là em thích bạn đúng không? Tại vì dưới nhiều quá. Không, tại thấy cái mẫu người thích thôi chứ tại lúc đó chắc chứ cũng chưa có làm quen tìm hiểu gì. Tại sao vậy? Tình trạng của em lúc đó là như thế nào? Độc thân hay là có người yêu rồi? Dạ, cái lúc đó hình như vẫn còn độc thân nhưng mà sau đó vẫn có người yêu. Rồi tới khoảng 4 năm sau thì mới liên lạc, mới gặp lại bạn, bạn vợ. Hiểu rồi, tức là cái lúc đó là gặp nhau thôi. Nhưng mà 4 năm sau mới yêu. Mới yêu nhau. Còn Tiên thì không hề biết hả? Tiên có biết không? Dạ không, thôi chỉ có hẹn gặp mặt lần đầu tiên thì hai người gặp thì mới biết thôi. Dạ. Tức là cái lần gặp mặt đầu tiên của hai em dạ. là cách nhau 4 năm. Dạ đúng. Có nghĩa lần đầu hai đứa coi như là gặp em này gặp em trên sân khấu. Dạ. Là trước đó. Dạ. Tính ra hai đứa rồi. Cũng gặp nhiều nhau nhau nhiều lắm á nhưng mà em không có biết bạn đó thôi. Để bà Tiên mới kể coi, đâu sao Tiên nào? Kể coi. Dạ. Tại hồi đó là bên tổ chức đó là cũng tổ chức nhiều hoạt động á. Nhưng mà chắc cũng gặp nhau nhiều lắm nhưng mà tại em nói không có biết quá. Chồng em tại hồi đó đông lắm. Dạ. Xong sao gặp, cứ nói đi. Hồi đó sau 4 năm á thì hồi đó em chia tay người yêu. Chứ xong em nhắn tin, không biết hồi đó thì sao nhắn tin cho chồng em nữa, em cũng không biết nữa. Dạ, chứ chồng em kêu em là chồng em ít nói lắm. Chứ gặp em cũng đâu có nói nhiều đâu. Em cảm thấy chắc cũng không hợp đâu. Nhưng mà sau này kiểu như chia tay rồi chứ cũng buồn, cũng muốn có người dẫn đi chơi rồi á. Cho nên là hẹn chồng em. Hồi đó là em, hồi đó là ngày thứ bảy. Dạ, em về dưới nhà em chơi xong chủ nhật em lên. Mà hồi đó là chồng em ở dưới Tây Ninh rồi. Chứ chồng em kêu là bữa đó gặp mặt có được không. Em lỡ kêu được rồi. Mà em đi lên xe, em đi lên đây, em suy nghĩ là có nên gặp không. Tại vì cũng quen biết, thí dụ như mà lạ lạ thì mình gặp mình không thích, mình thích mình bỏ cũng được. Còn đằng này là chung một hội á. Dạ. Bỏ không được. Bỏ không bỏ được, mang kỳ lắm. Lỡ mà quen rồi bỏ là rất kỳ đúng không? Dạ kỳ lắm. Cho nên em mới gọi điện cho ảnh, em hỏi anh đi tới đâu rồi. Anh kêu là anh đang đi tới Củ Chi rồi. Mà mình biết Tây Ninh với Củ Chi thì nó cũng xa, bây giờ kêu người ta quay về thì cũng tội quá đúng không? Dạ. Cho nên là thôi đồng ý gặp luôn. Rồi khi mà gặp nhau thì thấy thế nào? Dạ em thấy cũng bình thường. Bình thường? Dạ bình thường luôn. Không có ấn tượng gì luôn? Dạ không có ấn tượng gì luôn. Còn bạn này thì sao? Bạn Thành thì sao? Lúc gặp bạn Tiên thì cảm xúc em sao? Em ấn tượng gì? Dạ tại lúc chưa gặp là cũng có liên lạc nói chuyện rồi, trước đó cũng hơn nửa tháng. Dạ nên là với cũng biết trước rồi tại có để ý vợ trước đó có nên là em khi gặp là em thấy thích vui. Bạn đúng dạ. không em thích bạn Tiên đó
nên khi em gặp rồi là em thích luôn đó đúng không? Dạ đúng. Không gì cản nổi đó đúng không? Dạ. Kiếp nhưng kiếp trước có kiếp, nợ kiếp trước có nợ thì đảm bảo em chắc đi vô hái đầu mà tiên bạn đó. Bạn này bạn này bạn này hái tức là cái trái đào nó chưa có chín ở trên trên tiên phủ á là chưa có chín cho nên hái không được mà ông ham đâu có ông ham ông hái ông mới bị đầy xuống hiểu chưa ông bị đầy xuống cho nên là bà đào bà rớt xuống rồi bà đâu có gắn ngược lên cây nữa rớt xuống đầy xuống luôn rớt xuống luôn rớt xuống rồi rồi cái ông Thành này á là ông cứ đi kiếm đi tìm đi kiếm đi tìm đi kiếm chị nói giống như đúng đầu vậy đó cho nên bà Tiên mới đâu có ấn tượng gì mà ông này là ấn tượng 4 năm trước rồi 4 năm sau vẫn ấn tượng để rồi gặp là dính luôn ly kỳ quá ly kỳ quá ly kỳ luôn rồi nhưng mà nè trong cái lúc mà gặp nhau vậy á là ảnh có nói chuyện nhiều không có cởi mở không hay là dạ, rụt có. Nè ảnh kêu ảnh ít nói nhưng mà em thấy ảnh nói cũng nhiều á dạ đó. Rồi sau cái lần đó thì đúng bao rồi. Lâu mới yêu nhau sau lần đó là chính thức yêu nhau là bao lâu không tại trước đó là cũng có tỏ tình với vợ rồi vợ cũng đồng ý rồi nhưng mà dạ có nghĩa là trước khi gặp mặt là đã tỏ tình rồi dạ tỏ tình qua Facebook rồi luôn dạ đúng không mà vợ đồng ý rồi cho nên hôm đó mới gặp mặt đúng không dạ đúng nhưng rồi. Mà nãy bà mới xì ra kìa bà nó không ấn tượng gì hết trơn dạ thế đó con cũng biết rồi dạ, biết luôn. chắc là hủy hoại hay sao á rồi sao rồi bao lâu thì mới bắt đầu cảm thấy là yêu mến mến anh này dạ chắc cũng phải nửa năm hả chồng hả không 3 tháng rồi. Dạ cái hồi nói chung là cái hồi mà em bị tai nạn á bạn em chở em về mà bị té xe á chứ xong em vô bệnh viện chứ xong anh này mới từ Tây Ninh lên thành phố chăm sóc em là lúc đó là em mới có cảm tình em thấy anh này hiền nè cái lúc đó đó tôi nói ông này nợ bà này nợ đó đi hái trái mà hái bậy á ta chưa chín mà ông hái đó đúng ra là cái trái đó mọc ở trển nó xum xuê lắm nó tốt lắm mà xuống này thì là trả lúc thôi. Đó bắt đầu em mới 3 tháng sau đúng không dạ. Là sau cái cú tai nạn đó thì bắt đầu em mới quý anh này mới thương anh này dạ. Hai đứa mới chính thức yêu nhau dạ tại đúng lúc không? Đó em cũng không có biết nói chung là em cũng không có hiểu rõ anh này do đó không biết tính tình ảnh ra làm sao nhưng trong cái thời gian nằm viện á ảnh chăm sóc em đâu á thì em mới hiểu rõ được cái tính tình thì lúc đó là mình mới xác định tính tình dạ. Lúc đó anh làm gì cho em săn sóc hả? Săn sóc kiểu gì? Đút cơm cho em ăn. Nấu đút cơm hả? Dạ. Rồi tại hồi đó em bị gãy tay này nè. Chứ rồi cơm đó là anh mua hay là anh tự nấu anh đem lợi cho em? Dạ. Mua với căng tin đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi sau đó là chăm sóc suốt ở trong bệnh viện hay là có về nhà chăm sóc nữa không? Dạ chừng sau em về Đồng Nai thì lâu lâu anh cũng xuống anh thăm. Từng xuống dạ. Lần. Lần đó vốn liếng mất nhiều không? Dạ cũng nhiều. Nhiều đúng không? Dạ. Thấy chưa? Tôi nói là khẳng định bạn này nợ bạn này. Nhưng mà gì nè? Cái duyên cái nợ là vậy đó. Không, như vậy nè, coi như là chăm sóc mà lúc đó tại vì em đang là sinh viên hay là đã đi làm. Dạ lúc đó đã đi làm. Đã đi làm chắc tiền cũng không có nhiều đúng không? Dạ. Mà đi lên chăm sóc như vậy rồi ăn uống rồi ở người đâu rồi coi như là chi phí tất cả mọi thứ rồi. À lúc đó không? Là vậy là em phải mướn khách sạn em ở để em chăm cho bạn này. Không, ở đúng trong bệnh viện luôn. Ở trong bệnh viện luôn. Dạ. Wow. Nhưng mà cái lúc mà cổ mà về nhà rồi đó thì em đâu thế nào mà em qua nhà cổ mà em chăm sóc và em ngủ lại đó. À cái lúc đầu tiên lúc mà vợ mới bị tai nạn á nên là cứ nghĩ là cái lúc đó thì bị nhẹ thôi nên là vợ không có dám gọi cho má nhà biết nên là mà vợ ở phòng trọ cũng không có cho người lạ vô nên là mới dẫn vợ ra khách sạn để tiện chăm sóc mướn khách sạn để chăm sóc cho vợ dạ. Trời ơi mà bao lâu dạ chắc khoảng 4-5 ngày bốn năm ngày là cũng tiền không bộn nghe một ngày là cũng 250 bốn năm ngày cũng 1,000,000 đó bạn giỡn nghe chưa tiền ăn tiền uống đó tiền thuốc tiền thang đúng chăm không chăm sóc ở trong khách sạn là lửa gần rơm luôn đúng không nó có bùng cháy không tiên cười kìa đó lửa có trong khách sạn mà trong sóc quá mà lửa gần rơm rồi có bị cháy không dạ nó bén một là thay lần thứ ba chứ nó bén luôn là bén luôn có bén không có cháy nổ trong khách sạn không? Đúng không như vậy là trong đó luôn phải không em lần đầu tiên của ai là nội bộ trong 4-5 ngày đó là đã xảy ra cháy nổ đúng không dạ đúng không Thành dạ trước đó cũng có đi chung nhiều lần tại đi vợ dắt vợ đi du lịch á cũng ở chung nhưng mà không có bén chưa bén dạ. Chưa cháy chưa có bén đúng dạ. Không ông gan thì tay người ta gãy mà ông muốn cho gãy thêm lần nữa đúng không như vậy là trước khi thành tiên là em đã thành công rồi đúng không dạ. Rồi
như vậy là vậy. nhưng mà cái lúc đó là tay em đang đau mà đúng không? Dạ. Gãy mà đau gì vậy? Gãy. Chà, như vậy chắc cũng khó, vất vả lắm mà đúng không? Dạ. Dạ. Cái lần bén nó chắc vất vả với em lắm đúng không? Dạ thì cũng hơi vất vả một xíu nhưng mà thích. Sao thích? Sao thích vậy? Tay chân ngay đơ gì, có gì, tay chân ngay đơ có cụa quậy gì được đâu. Tại có cảm giác mới. Nghĩ là cán cuốc luôn. Ủa nhưng mà cái lúc mà anh đòi, anh gợi ý đó. Dạ. Em có từ chối không? Có, lần đầu tiên em từ chối. À. Lần đầu tiên em từ chối. Anh từ ơi, chối. Em đang bị thương mà sao? Đúng, đúng rồi. Để tiên kể. Đúng rồi. Từ đầu đến cuối cho chị nghe. Là ngày này. Thứ nhất là đã gợi ý chưa? Không, cái vụ mà ấy ấy á, đòi á, rồi em từ chối đó rồi nó làm sao? Lần thứ nhất á, trong cái đêm đó luôn. Ừ. Lần thứ nhất á, thì có đòi. Ừ. Nhưng mà em từ chối, em kêu là tay tôi đau á, không có làm mạnh gì được đâu, ngủ đi. Vậy là cũng đắp mình ngủ chị, đắp mình ngủ. Xong ngủ được khoảng tầm 10 phút lại dậy nữa, lại đòi nữa. Chà, tới sáng luôn á. Sao nữa? Em mệt quá, em nằm muốn làm gì làm đi. Là đêm đầu tiên là đấy rồi. Dạ, đúng không? Cái đêm đầu tiên là ngủ bình thường, có đêm thứ hai ở trong khách sạn á. Là không cứ sờ quần hoài á. Rồi đêm thứ hai là em mệt mỏi, em nói tôi muốn làm gì đó làm đi. Ok. Cuối cùng mà thấy cũng thích thấy được. Nên để luôn. Để luôn. tay đau rồi kệ đó đúng không? Sao thành? Cái cảm giác sao rồi? Dạ, thích đúng không? Thương rồi mà, cái đó là cái người mình thương mà. Tại vì trước đó là hai đứa đã từng đi chung với nhau rồi, đúng không? Rồi, như vậy nè, bây giờ quay lại. Anh muốn quay lại cái kỷ niệm đầu tiên mà hai đứa quen nhau đó. Là lần đầu tiên mà ai là người tỏ tình trước? Vậy đó bên đây ta tỏ tình rồi mà. Nhưng mà ai là người nhưng mà em tỏ tình mà em có thể hiện không? Dạ, cái thời gian mà lúc mà em yêu bé Tiên á. Yeah. Là em có sàm sỡ gì không? Ví dụ đi chơi ha, khoác ôm eo nữa, hay là hung, hay là nắm tay nắm chân gì á, là em có chủ động em làm việc đó không? Dạ có. Có luôn. Dạ. Mà lần đó là lần đầu tiên gặp hay là lần thứ mấy? Dạ lần đầu tiên. Ở đâu? Lần đầu tiên ở đâu? Dạ ở phố đi bộ. Rồi Tiên nghĩ sao trong người? Lần đầu tiên mà làm gì em? Ôm eo em. Rồi lúc đó em nghĩ sao? Em nghĩ chắc cũng không được đâu, không đàng hoàng lắm đâu. Dạ tại mới có lần đầu tiên à. Mà dạ. Ôm eo rồi. Dạ ôm eo là rồi. Là đi bên đường đó phải không? Đi bên đường cái thọ tay qua ôm đó phải không? Dạ đúng rồi, ôm mà còn kéo sát lại nữa. Kéo sát em lại luôn. Dạ mẹ, chứ không phải ôm bình thường. Mà để vị trí này hay là có không, để vị trí này thôi. Để vị trí này thôi mà em đã nghĩ trong đầu lần này không được rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có phản ứng không? Em có phản đối không? Ví dụ như gạt cái tay ra hoặc là né qua. Dạ không, sao hồi đó em cũng để yên luôn anh. Thì đó cũng... trời đất ơi, vậy bà cũng đâu được đâu. Duyên nợ rồi, không có trốn được đâu, không có chạy được. Cuối cùng cũng phải thành Tiên. Không. Nếu như mà người khác đó là em đã ấy ra rồi mà sao? Không, cái nợ cái nần rồi. Nhưng mà cái lúc đụng như vậy là lần đầu tiên đúng không? Rồi sau đó cái nụ hôn đầu tiên thì là có làm luôn không? Hay là bữa khác? Dạ bữa khác. Bữa khác. Sau đó bao lâu? Sau cái vụ mà em là bao lâu? Cũng trong đợt đó luôn thì khoảng mấy ngày. Mấy ngày sau? Thôi. Dạ. Cũng phố đi bộ luôn hay sao? Dạ không, ở... hồ bơi chứ. Chà, hai đứa đi bơi là thành hả? Công rồi. Hôm nè, đầu tiên là ở phố đi bộ là đồng bằng. Rồi lần thứ hai á là nụ hôn là dưới nước đúng không? Rồi cái lần thứ ba là khách sạn. Nó cao biển rộng là có đủ hết. Trời, chị bàn sao hay quá chị một. Cái gì chị bàn chị, cũng được chứ. Chị nói là thấy sợ luôn á. Kiếp trước nha, rồi kiếp này gặp nhau rồi đó. Như đó ứng thành người rồi đó. Nha. Có kiếp thôi. Nữa là hai đứa là ở trên trển là cũng vẫn ở chung chắc, nhau đó. Chắc hùng nhau ở trên cây đa, ở trên cung trăng ha. Rồi thôi bây giờ như là tình cảm của hai đứa nó dễ thương quá. Đó, lấy nhau quá đẹp. Khoảng 3 tuần nữa là được 5 rưỡi. À. Ông chồng nhớ hết tới chưa? Có tin vui chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa đúng không? Dạ. Ủa mắt em có muốn tin vui liền không? Dạ muốn. Dạ, muốn đúng không? Rồi anh Chúc đi anh Chúc nghe. Dạ. Rồi tật xấu trước đi rồi Chúc anh Biên anh Chúc cho ông bói không được chứ mà ông gọi là ông Chúc là ngon ạ. Trời ơi mới đây nè mới tuần nè. Cặp vợ chồng kia mới báo tin luôn. Trời anh ơi em Chúc một cái em dính liền luôn. Trời mà em nói em Chúc nó có đứa con gái không? Dạ có đứa con gái. Trời ơi ông mụ luôn đó. Yên tâm đi. Báo tin. Nha. Dạ. Rồi tiếp nè, bây giờ nè tật xấu của ông Thành là gì Tiên? Dạ nhiều quá anh, em kể từ từ nha.
ngủ gáy anh, ngủ gáy dữ lắm. Ngủ gáy có khi mà em quy định là ảnh không được ngủ trước, anh ngủ trước là em sẽ đánh ảnh dậy để em ngủ, xong rồi ảnh ngủ muốn ngủ thì ngủ. Dạ. Cái thứ hai nữa là giận vợ hay là giận chuyện gì cứ bỏ nhà đi thôi. Dạ. Giận dỗi bỏ đi. Dạ bỏ đi mà không đem tiền, không đem theo điện thoại. Rồi không đem, nói chung là không đem theo một cái thứ gì liên lạc hết á. Dạ. Sao ông dạy không? Không bỏ đi nổi nghe. Rồi nghe rồi dù có chuyện gì, dù vợ gọi thì sao được đây. Đúng không? Dạ tại tính đi ra ngoài xíu thôi đặng cho vợ xả bớt xuống, dạ, rồi mới quay được. Lại. Dạ. Giận dỗi hay bỏ nhà, bỏ điện thoại. Dạ. Bỏ tiền ở nhà luôn. Dạ đúng rồi. Thế xong chừng về em hỏi đi đâu vậy, kêu đi về nhà má dưới Đồng Nai mà đi bộ. Giận dỗi hơn. Dạ. Em hỏi đi đi bộ chừng tàu tới, kêu 4-5 ngày cũng tới. Dạ. Nhưng mà thực ra là chắc không có về mà chắc ngủ đại ở công viên hay gì đó đúng không? Dạ. Có khi nào về xuống tới Đồng Nai thì không? Đi bộ thì không? Dạ không, không có đâu chị. Dạ. Giả bộ ra ngoài thôi. Giả bộ ghế đá công viên nằm nghỉ ngơi đồ. Từ lúc quen cho đến lúc cưới, bây giờ ở chung với nhau thì có bao giờ mà ông giận dỗi mà ông đi tới mấy ngày liên tục không? Dạ không, không có đi mấy ngày đâu anh. Dạ, thí dụ đi khoảng tầm chắc 1.5-2 tiếng à. Em đi kiếm chứ. Chắc ổng lang thang ngoài công viên á chứ không có vô, không có ra la cà quán cà phê. Tại đâu có tiền đâu quán cà phê. Đúng rồi, đúng. Đúng dạ đâu có tiền đâu. Dạ, cũng không có xe, cũng đi đâu luôn, cứ đi bộ vậy. Rồi sao nữa, tật gì nữa nè? Hay sổ mặt lắm. Lâu lâu em giỡn cái gì á mà thí dụ như mà không vui hay là không được ý là ngồi sụ giống như em bé vậy đó. Anh không có suy nghĩ được cái lúc mà em sụ mặt cái con mắt của em nó xệ tới cái nào luôn. Con mắt em vốn dĩ là nó đã sụp rồi, đúng không? Anh cũng thuộc dạng là mắt sụp nè em, nhưng mà em còn sụp hơn anh nữa. Những lúc em sụ thì không biết nó xệ tới cái nào luôn. Anh. Hồi đó mình muốn vui, mình muốn chọc ảnh chứ tự nhiên ảnh giận thì anh sụ mặt xuống với hết vui luôn. Chứ xong em cũng sụ theo luôn. Đấy, lúc đó chỉ giả bộ buồn thôi mà cái tưởng thiệt mặt thôi. Mặt vốn dĩ cười đã vẫn buồn mặt rồi buồn thì quá. Đúng chứ buồn. Đôi mắt xệ cực quá. Đó. Đó. Rồi. Đó. Tiếp tục. Còn gì nữa không nè? Dạ. Thật xấu á. Thật xấu á. Thật xấu á. Dạ. Chưa nghĩ ra được nữa. Vậy mà nãy nói trời thật xấu nhiều lắm. Thôi thực ra cũng đáng yêu mà. Chỉ có hay giận nè. Hay giận dỗi nè. Đó rồi giận thì hay bảo nhà đi nè. Đúng không? Đúng mà nó nghe nè. Hay nói chuyện cọc lóc với vợ nữa. Cọc lóc. Điện thoại đi chứ nhiều khi đi ngoài công viên, nhiều khi bị ma nữ bắt cái sao gọi điện cho vợ được. Giận cũng đem điện thoại đi đi thôi. Dạ. Nghe rút kinh nghiệm lần sau giận được. Giận bỏ nhà đi được, tức là không phải lúc cãi nhau á. Mà ảnh bỏ nhà đi vậy cũng được, bỏ ra bước ra khỏi nhà. Để hại chồng khỏi gây lộn đó. Thì cái chiêu đó cũng được, nhưng mà phải cầm điện thoại theo. Để lỡ có gì á, vợ nó còn điện. Ví dụ vợ ở nhà mà lỡ nó có đau bụng hay là này kia nọ nó điện, đúng không? Đúng không bà Tiên? Dạ. Đó. Rồi. Bây giờ tới ông Thành đó. Đó, ông Thành kể thật xấu của bà Tiên coi. Tự nhiên không nghĩ ra nữa vậy. Dạ, vợ thì có hay nóng tính, không có khó kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ. Rồi, nóng tính. Dạ. Nóng nhất thì làm gì? Dạ chỉ la rồi chửi chồng thôi. Cái gì? Chửi chồng. Dạ. Chửi chồng chửi sao? Dạ bình thường con cũng không nhớ rõ. Không nhớ rõ hả? Dạ. Có chửi gì? Có mày tao không? Dạ không, tại không hai vợ chồng cãi nhau thì chỉ nặng nhất thì chỉ xưng anh em thôi, còn bình thường cãi cũng xưng vợ chồng nữa nên là... À vậy đó hả? Dạ, chửi là... chồng, cái từ chửi chồng này ghê lắm á. Dạ. Ví dụ như la, dạ, càm ràm thì được, nghe câu chửi chồng này nặng lắm nha, lớn dạ lắm đó nha. Dạ đúng rồi. Như vậy chắc có lẽ là chửi dữ lắm cho nên ổng mới bỏ nhà ổng đi á. Dạ không anh, dạ. Em không có chửi dữ đâu, em chỉ... Ví dụ là em chỉ chửi... cái đô mà nặng nhất em, của em làm chửi em chỉ sao? Nói chung là em... Nói dài thôi chứ em không có chửi. Dạ đúng rồi, nói nhiều. Lèm mềm á phải không? Lèm mềm nó hoài, nó nhây nó nhưa đó phải không? Dạ đúng rồi. Đó, phải. Còn gì nữa, ông Thành ông hiền như bụt vậy đó hả trời. Má cái mặt như ông bụt vậy. Còn sao nữa nè? Tiên này là không. Tiên ngủ canh cái canh giờ, cái lò luyện đan á. Bây giờ á Thành mong muốn Tiên thay đổi cái gì nhất? Dạ là phải như là bớt nóng tính, kiềm chế cảm xúc mình lại. Cái đó cũng tốt cho mình. Dạ.
Cái đó chị muốn nhất là cái đó thôi. Muốn nhất là cái đó đúng không? Mong dạ. muốn là bớt à. Nóng tính lại. À, với vợ còn tiền. Một cái tính nữa. Nóng tính gì? Đó là vợ ghen. Ghen? Ghen hả? Dạ. Ồ, ghen dữ không? Mỗi lần ghen làm gì? Dạ không, chỉ đòi chia tay thôi. Đòi chia tay thôi hả? Dạ. Mà nhiều không? Một tháng vậy đòi chia tay mấy lần? Dạ không, hồi lúc trước thì, hồi lúc đang quen với lúc mới cưới thì nhiều, còn bây giờ thì tại con cũng hiểu tính vợ rồi nên là không có làm không có làm để vợ nổi điên lên nữa đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ghen mà ghen, ghen chuyện gì? Em phải có như thế nào thì mới dạ, ghen không, chứ? Chị giống như là lướt Facebook hoặc Zalo thấy hình gái cái bấm vô like like, like dạo đó đúng không? Dạ. Thấy like dạo cái là ghen. Yeah. Không, tôi vậy tôi cũng ghen nữa. À. Hiểu không? Thiệt luôn á, khó chịu, đâu biết người ta là ai đâu mà đặt like. Like, like dạo. Dạ, người like. Quen người quen của vợ luôn. Không, người quen của chồng nha. Người quen của chồng mà vợ không biết người đó là ai đúng không? Dạ đúng có rồi. Có biết không? Dạ có mấy người thì biết, có mấy người thì không biết. Mà ghen với mấy người biết hay ghen với mấy người không biết? Dạ hồi đó giả bộ ghen thôi mà ảnh tưởng thiệt á. À chứ thực là chứ không ghen, ghen đúng không? Tại bà kèo trên mà bà tiên mà. Bà kèo trên là bà dễ gì bà ghen. Rồi bây giờ em có mong muốn vợ hết ghen không Thành? Dạ cái đó bình thường nên là chỉ muốn vợ là ghen cho nó thêm gia vị đúng không? Dạ bớt nóng tính. Rồi bây giờ Tiên thì muốn anh thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em thay đổi rằng ngủ đừng có gáy nữa. Cái đó khó lắm, cái đó bệnh lý rồi chứ không phải tật xấu rồi. Cái đó thuộc là bệnh lý rồi, cái đó là phải đi bác sĩ nha. Đó là phải đi bác sĩ nếu mà muốn chồng bớt ngáy. Em phải đi khám tai mũi họng để xem coi mình có bị mắc kẹt cái gì ở cái trong cuốn họng này hay không. Có nhiều người cái vách ngăn nó bị không có thẳng, nó dẹo, là ngáy, ngáy dữ lắm. À, yeah. Thằng em của anh đó là mới đi khám á, tại tự nhiên ngáy ghê quá đi khám thì mới có là polyp ở vách ngăn á chị, polyp ở trên mũi đó. Thành ra mổ lấy nguyên cục ra luôn. Đó thì đi khám đi em. Cái vách ngăn á. Còn anh như anh là tại vì có da có thịt cho nên anh ngáy là chuyện bình thường. Đó. Rồi như vậy là hai vợ chồng là cái mong muốn thay đổi cũng rất là đơn giản. Không, yeah. Không còn việc... nữa, còn nữa, em muốn mong muốn thay đổi gì nữa? Em muốn chồng em là khi mà giận nó thì có thể làm gì khác ngoài chuyện bỏ đi. Tại vì chồng em mà bỏ đi á, không có cầm gì trong người á, em cũng cảm thấy lo lắng lắm. Mà em cũng đi kiếm, rồi đi kiếm cũng 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Rồi sáng hôm sau em đi làm em rất là mệt. Dạ. Hiểu không? Cái đó chính xác đó. Cái đó, tại vì biết sao mình còn vợ thương mình mà. Gây lộn thì ai không gây lộn, vợ chồng nào cũng gây lộn hết trơn á, bạn bè gây lộn, anh em gây lộn, mẹ con, cha con cũng gây lộn nữa. Thì vợ chồng sao tránh khỏi. Yeah. Nhưng mà biết là vợ thương mình á thì mình phải hiểu là vợ rất quan tâm tới mình. Thành đã có gây có gì á thì nhớ đi ra cầm cái điện thoại đặng cho nó biết là mình đang làm gì, đang ở đâu. Vậy thôi, nghe. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Nhưng mà anh hỏi nè, mỗi một lần gây lộn như vậy á là có giải quyết hết vấn đề hay không? Dạ giải quyết hết vấn đề anh. À dạ thôi vậy được rồi. Thôi bây giờ trước khi bây kết giờ, thúc thì không, đó bây giờ để anh Minh Chúc phải không? À. Anh Minh Chúc là trước khi đó chị dặn nè. Dạ bây giờ hai đứa mới cưới nhau đúng dạ. không? Dạ coi như được mấy 3 tuần nữa là được 1.5 năm đúng không? Dạ. Đó được 1.5 năm. Sau đây ví dụ mà anh Minh á Chúc mà hai đứa có bầu. Dạ ha. Đó bé có bầu thì là tuyệt đối bỏ cái vụ mà đi ra ngoài. Đúng. Nghe nhớ nghe, yeah. nhớ nghe. Rồi, cái thứ hai nữa là nếu có bầu rồi á là vợ sẽ nóng tính hơn nữa. Vợ nó sẽ nóng tính hơn, nó sẽ trái tính trái nết hơn rất là nhiều. Thì mình cứ gồng đi, mình gồng trong cái thời gian vợ có bầu đi. Đó, tuy nhiên nha vợ, lúc mình đang có bầu, mình cũng tự mình phải biết hạn chế nóng nảy. Dạ. Yeah. Hiểu không? Nếu như mà nó không phải là do cái kích thích tố nữ á, mà nó làm cho mình bị bộc phát lên như vậy thì mình phải tự biết là mình kềm hãm cái nóng tính của mình lại. Vì nó rất ảnh hưởng cho cái bào thai. Nhớ nha, đó dặn dò trước vậy đó. Đó rồi để ráng mà giữ sức khỏe để mà cho em bé khỏe tốt. Rồi mẹ tròn con vuông đúng không? Với anh cũng xin tiếp lời nữa là cái việc mà nóng nảy mà bỏ đi ra ngoài như vậy nó vô cùng nguy hiểm. Yeah. Nó không phải nguy hiểm cho cái người bỏ đi mà người ở lại cũng nguy hiểm. Thí dụ trong nhà nó có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao kêu được. Đúng chưa? Rồi chúng ta có thể thỏa nghe nghe bản thân anh là trước ông hay bỏ nhà đi mà sau này thỏa thuận với nhau, không cần phải đi đâu chứ chỉ cần nói với nhau. Chúng ta cần im lặng. Thế thôi, đừng ai nói tới ai cả. Đó là một cái giải pháp tốt, đúng không? Yeah. Đừng đi em à, nghe. Yeah. Rồi thôi. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và anh chúc cho hai vợ chồng thành tiên nghe. Rồi.
năm nay ha, cuối năm nay bác sĩ báo tin vui. Dạ, nè, em cảm một ơn. Năm rưỡi rồi con ơi, xuống đi con ơi, xuống đi con ơi. Nha. Xuống đi, được rồi, đừng có tránh nữa nha. Dạ. Chúc cho hai vợ chồng qua năm sau sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến dạ. với hai đến với hai gia đình nội ngoại và đặc biệt đến với gia đình của hai em. Dạ, nha. Em cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn hai đứa. Dạ. Dạ. Em có một ý là vợ hay buồn là tại lúc quen nhau á không có cầu hôn vợ nên bây giờ em xin hát một bài để tặng cho vợ. Ồ, rồi 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 rồi. Hay quá. Đứng lên hát tặng vợ luôn. Trời ơi. Về đây vợ. Vợ dạ. hơi ngạc nhiên đó, cô tiên cũng ngạc nhiên đó, nhưng mà thành gác đi. Đừng quá lo lắng cho anh, khi mắt của anh còn thấy, đừng sợ thiên hạ bắt nạt. Khi vẫn còn anh ở đây, sống hôm nay thì biết hôm nay, chuyện ngày mai cứ để mai tính. Chừng nào anh vẫn còn sống cứ để vất vả lo toan gánh một mình. Chuyện cơ cực anh cũng không ngại, đơn giản vì anh yêu em. Anh không muốn vì anh em phải lao vào dòng đời bon chen. Nhưng cuộc đời vẫn là cuộc đời, kiếp người có trải ý trời. Anh chỉ lo một ngày nào đó, điều anh sợ không ngờ mà tới. Sợ một ngày tiền bạc tiêu tan, không xây nổi cho em nhà lầu. Tương lai sự nghiệp tiêu tan, không lo đủ cho em ngày sau. Sợ một ngày lâm cảnh cơ hàng, ngày qua ngày sống trong lo âu. Lo không biết khi nào em nói, anh ơi, em ngại vượt qua cùng nhau. Tất cả chỉ là nếu như anh không mong điều đó xảy ra. Cho dù chuyện có xảy ra, anh chỉ muốn nói một điều là những điều tốt đẹp nhất em hãy là người giữ lại. Tất cả những gì tệ hại anh sẽ là người gánh trên hai vai, đừng lo. Hay trời quá. Hay quá, ôm chồng cái đi nào. Ôi ôi à, chưa có nhận nữa. Kia trời kia ôi, kia. Thương bảo quá đảm vỡ òa luôn nè. Hồi nãy là lời của Ráp, còn bây giờ là lời của mình, nghe Thành. Đâu rap đó là Thành tự viết đó đúng không? Dạ không. Không, cũng theo một rap. À, một cái bài rap. Rồi rồi. Ồ, và rồi. Bây giờ chúng ta đang là chứng kiến nha, một cái giây phút dạ. hạnh phúc của vợ chồng Thành Tiên. Đó. Trời ơi, kinh quá. Dễ rồi. Chúng ta đã nhìn thấy được giọt nước mắt quá xúc động của Tiên. Tháng sau có bầu luôn. Đấy đâu, tháng sau có bầu dính luôn. Ôi. Đầu năm sau đẻ luôn. Nghe Thành. Nha. Yeah. Rồi, em có muốn nói gì không? Hả Tiên? Có muốn nói gì không Tiên? Dạ, em xúc động không nói gì ha. Em xúc động không nói gì nổi luôn đúng không? Dạ. Mà thấy yêu chồng không? Dạ có. Yêu quá trời yêu đúng không? Ừ. Dạ. Thôi, anh nghĩ là giọt nước mắt này là một giọt nước mắt rất là hạnh giá phúc. Trị. Giọt nước mắt hạnh phúc trong chương trình Vợ Chồng Son. Và xin xin chúc cho hai em cứ như thế này, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và sống trong một cái niềm vui an lạc và hạnh phúc nha. Rồi. Rồi, trời ơi, dễ thương quá.